nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mồng 8 tháng 3 và 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hưởng ứng phong trào thi đua, chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng huyện Hải Lăng, ngày 19 tháng 3 năm 1975, ngày 19 tháng 3 năm 2023, hướng đến chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4, Chi hội Phụ nữ Kim Giao tổ chức đêm hội diễn văn nghệ quần chúng với những tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ 12 tổ phụ nữ thuộc 12 xóm trong toàn thôn. Thời gian tổ chức đêm hội diễn vào lúc 19 giờ ngày mồng 5 tháng 3 năm 2023, địa điểm tại nhà văn hóa thôn Kim Giao. Xin trân trọng kính mời toàn thể bà con đến xem và cổ vũ, động viên cho phong trào văn hóa, văn nghệ của chị em phụ nữ.